Bước vào mùa mua sắm cuối năm cận Tết Nguyên Đán, thị trường ô tô Việt Nam ở năm nay không có quá nhiều sôi động, như mọi năm do nhiều mẫu xe trên thị trường khan hàng vì thiếu nguồn cung linh phụ kiện. Tuy nhiên, với các sản phẩm sẵn hàng, các đại lý hiện cũng đang mạnh dạn tung ưu đãi để kích cầu mua bán, trong đó có Hyundai Accent. Cụ thể một đại lý ở khu vực miền Nam đang chào bán mẫu xe đen hạng B này, với mức giảm tiền mặt 28 triệu cho hai phiên bản AT số tự động. Theo đó, bản AT đặc biệt cao cấp nhất của Ersen có giá niêm yết là 542 triệu sau khi trừ khuyến mãi, còn 514 triệu còn bản AT tiêu chuẩn có giá 502 triệu được giảm xuống 474 triệu, riêng hai bản MT số sàn không có khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi như vậy, không đồng đều tại mỗi đại lý do mỗi showroom có chính sách kinh doanh riêng cũng như còn tùy thuộc vào lượng xe trong kho, ví dụ như có đại lý tại Hà Nội chỉ giảm 27 triệu cho bản AT đặc biệt. Do đó để nắm được báo giá tốt nhất, người dùng vẫn nên tham khảo qua các bên. Hyundai Elsen có giá niêm yết từ 426 triệu đến 542 triệu cho 4 phiên bản. Mẫu xe này chiếm được nhiều cảm tình từ khách hàng Việt nhờ thiết kế ngoại thất và nội thất trẻ trung, năng động. Tháng 10 vừa qua, Hyundai Eosan đánh mất ngôi vương khi bán ra 1.905 xe giảm gần 40% so với tháng 9. Bên cạnh đó, Hyundai Eosan cũng tụt xuống vị trí thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng qua. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, đã có 17.619 chiếc Hyundai Eosan được bán cho người Việt. Hyundai Eosan hiện đang là một trong những mẫu xe có giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn nhất phân khúc sedan hạng B với việc hưởng chương trình khuyến mãi giảm giá sâu như vậy. Hyundai Elsen có cơ hội bứt phá doanh số trong những tháng cuối năm này. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến hết tháng 10 vừa qua, Hyundai Elsen bán được tổng cộng 17.619 xe, chỉ thua Toyota Vios trong phân khúc sedan hạng B bán 18.870 chiếc. Chênh lệch 1.251 xe không phải là một con số quá lớn, Hyundai Elsen vẫn có thể thủ vững vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B nhất năm.